Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Mang Oan. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về việc mà khi mà các bạn mua những chiếc Apple MacBook mới chính hãng thì các bạn sẽ cần quan tâm những điều gì. Bởi vì hiện tại thì Apple đã thay đổi chính sách bảo hành của hãng tại Việt Nam rồi. Và những điều lưu ý đó thì các bạn hãy cùng mình xem trong video này nhé. Mang Oan số 1 về Mac. Thời gian gần đây thì mình có lướt vào một group đồ Apple và có gặp một bạn bạn này thì mua một chiếc Apple MacBook chính hãng, nhưng mà khi mà bạn này đem đi bảo hành tại trung tâm ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam thì hãng lại yêu cầu bạn ấy phải cung cấp hóa đơn VAT kèm theo đó là serial máy trên cái hóa đơn đó. Thì ở thời điểm đó bạn ấy không có, và khi bạn ấy quay trở về liên lạc với đơn vị bán lẻ yêu cầu cấp lại hóa đơn VAT thì ở đơn vị bán lẻ họ không thể cấp được hóa đơn VAT được vì quá 7 đến 10 ngày rồi. Và ở cái đơn vị bán lẻ đó chỉ có thể cấp được cho bạn hóa đơn bán lẻ thông thường thôi, và cái giấy đó thì không có giá trị. Nên là bạn này đang gặp rất nhiều vấn đề khi mà đem bảo hành máy. Thì điều này là hoàn toàn đúng. Ở thời điểm hiện tại, chính sách mới của Apple áp dụng tại Việt Nam thì khi mà các bạn đem những sản phẩm đồ Apple nói chung hay là những MacBook nói riêng đi, kể cả những chiếc iPhone 13 các bạn mới mua hay chiếc Apple Watch Series 7, khi các bạn mua mới các bạn cũng sẽ cần hóa đơn VAT để chúng ta có thể dễ dàng bảo hành hơn. Và sau đây là ba lưu ý mình muốn gửi đến cho các bạn. Điều đầu tiên, khi các bạn mua máy thì yêu cầu đơn vị bán lẻ cung cấp cho các bạn đầy đủ hóa đơn bán hàng cũng như là hóa đơn bảo hành đầy đủ. Nếu các bạn mua máy mới thì hãy yêu cầu đơn vị bán lẻ cấp cho bạn VAT mà trên đó có ghi đầy đủ serial của máy cũng như là ngày mua máy. Điều này giúp cho các bạn sau này nếu máy gặp vấn đề tình trạng gì thì có thể dễ dàng đem máy đi bảo hành, cũng như là nếu các bạn có mua đi bán lại thì cũng dễ cho cả người mua lẫn người bán. Nếu các bạn đang định mua một chiếc máy cũ mà vẫn còn thời hạn bảo hành thì hãy yêu cầu người bán cung cấp cho các bạn hóa đơn VAT để các bạn có thể trong sau này có thể dễ dàng bảo hành hơn. Điều thứ hai đó là các bạn hãy mua máy ở những địa chỉ uy tín, những đơn vị bán lẻ đã có tiếng rồi. Một phút quảng cáo tại Mang Oan, khi các bạn mua máy thì tất cả các máy mới bán ra sẽ đều được cấp VAT bất kể khi nào bạn cần, thì tại đơn vị Mang Oan cũng sẽ cung cấp được cho các bạn. Đây là một điều mà các bạn không bao giờ khi mà mua máy không bao giờ phải lo lắng về việc mà vấn đề bảo hành chính hãng cả. Điều thứ ba, nếu khi mà các bạn gặp lỗi thì hãy đem máy của các bạn đến trung tâm bảo hành của Apple chính hãng được ủy quyền. Nếu mà không ấy thì các bạn có thể đem ra đơn vị bán lẻ mà các bạn mua máy và các bạn nhờ họ kiểm tra cũng như là gửi đi hay bảo hành hãng. Ngoài ra, nếu mà trong trường hợp mà các bạn ấy mà có bị từ chối bảo hành bởi đơn vị bán lẻ ấy, thì Apple cũng sẽ gửi cho bạn lại một cái tờ phiếu từ chối bảo hành, ở trên đó có ghi đầy đủ serial của máy cũng như là lý do từ chối bảo hành để các bạn có thể tiện dễ dàng theo dõi và quan sát được. Và như vậy là những điều mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn khi mà các bạn đã chuẩn bị mua một chiếc MacBook mới hoặc bất cứ một chiếc MacBook mà còn thời hạn bảo hành chính hãng tại Việt Nam thì các bạn cũng nên cần phải lưu ý. Và mong rằng video này có thể cung cấp được cho các bạn thêm thông tin khi các bạn đang chuẩn bị mua chiếc MacBook mới để tránh gặp phải những vấn đề lằng nhằng khi mà các bạn phải đi bảo hành máy. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Mang Oan nhé, để chúng mình có động lực ra được thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại thôi. Bye.